Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hố Xanh Kiến Thức. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, vừa qua, để phản đối hành động xả nước thải hạt nhân của Nhật Bản, chính phủ Trung Quốc đã tung ra đòn trừng phạt mạnh nhất của mình, đó là cấm nhập khẩu tất cả các loại thủy hải sản có nguồn gốc từ Nhật Bản, bao gồm cả các sản phẩm như muối và rong biển. Và lệnh cấm này đang được ấn định là vô thời hạn, do người dân Trung Quốc vẫn không thể nguôi ngoai trước hành động mà họ cho là quá vô trách nhiệm của người Nhật. Hiện nay, chỉ tính riêng trong ngành thủy sản, thì Nhật Bản đang nằm trong danh sách top 10 đối tác thương mại của Trung Quốc. Quốc gia tỷ dân này đang tiêu thụ các loại giáp xác và động vật thân mềm như cua, sò điệp và mực đến từ Nhật Bản với kim ngạch lên tới 370 triệu đô. Ngoài ra, cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương cũng chiếm một tỷ trọng không nhỏ với 230 triệu đô. Tổng giá trị thủy hải sản mà Nhật Bản khai thác được từ Trung Quốc hiện đang là 600 triệu đô la mỗi năm. Và việc chính phủ Trung Quốc hành động quá mạnh tay, tức cấm toàn bộ hải sản có nguồn gốc từ Nhật, đã để lại một khoảng trống thị trường quá lớn. Trong khi đó, như chúng ta đã biết, Trung Quốc là nước tiêu thụ thủy sản lớn nhất nhì của Việt Nam ta. Vậy thì liệu với lệnh cấm chưa từng có như trên, ngành thủy sản Việt Nam có được hưởng lợi? Liệu năm 2023, nước ta có nhận được tin vui từ sự bùng nổ của lĩnh vực thủy sản không? Mời quý vị và các bạn đến với phần nội dung chính của video ngay sau đây. Vừa qua, theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, thống kê trong tháng 6 năm 2023, nếu xuất khẩu tôm sang các thị trường chính như Mỹ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc tiếp tục giảm với tốc độ gần 2 con số, thì đáng chú ý là xuất khẩu tôm sang thị trường Trung Quốc, Hồng Kông lần đầu tiên ghi nhận tăng trưởng dương kể từ đầu năm nay, đưa Trung Quốc một lần nữa trở thành thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Từ số liệu này có thể thấy được là lệnh cấm thủy hải sản Nhật Bản đã bắt đầu có những tác động tích cực đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Cũng theo thống kê, tôm là sản phẩm được Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất với kim ngạch đạt 338 triệu đô la, chiếm 47% tổng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm nay. Hơn 90% khối lượng thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc là sản phẩm đông lạnh. Bên cạnh đó, cá tra là mặt hàng đứng thứ hai với 873 triệu đô la, tiếp đến là cá ngừ với 382 triệu đô la, mực và bạch tuộc với 292 triệu đô la, cua, ghẹ và giáp xác khác với 71 triệu đô la. Theo đánh giá của một số chuyên gia ngành thủy hải sản, việc Trung Quốc cấm nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành thủy sản Việt Nam, bởi người dân Trung Quốc sẽ ít lựa chọn hơn khi quay xe với hàng Nhật và bù đắp cho sự thiếu hụt này chỉ có thể là nguồn cung đến từ Việt Nam. Trong số các loại thủy sản, thì tôm được kỳ vọng là mặt hàng được hưởng lợi nhiều nhất từ câu chuyện này, do đây là sản phẩm thế mạnh của Việt Nam. Nên khi các loại thủy sản giáp xác của Nhật Bản vắng bóng trên thị trường sẽ kích thích người tiêu dùng Trung Quốc tìm đến các sản phẩm thay thế của những quốc gia khác, trong đó Việt Nam sẽ là cái tên được chú ý. Tuy nhiên, thưa các bạn, nhu cầu tiêu thụ cũng sẽ phân hóa mạnh ở từng loại hàng. Như hiện nay, đang có 7 sản phẩm thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, gồm tôm, cua, cá hồi, mực, cá minh thái, cá tuyết và cá tra. Thì với nhóm sò điệp, hải sâm, cua vẫn có cơ hội tăng, nhưng tỷ lệ sẽ không quá cao vì giá các mặt hàng này đắt đỏ, trong khi người tiêu dùng nước này đang thắt chặt chi tiêu vì suy thoái kinh tế. Do đó, sức mua sẽ chỉ tăng mạnh ở một số mặt hàng như tôm. Và theo các chuyên gia, ngành hàng thủy sản, hiện giá tôm đã chạm đáy và nguồn cung tôm từ nhiều nước sản xuất chính trên thế giới suy giảm. Và giờ đây, thị trường đang chuẩn bị bước vào mùa lễ hội cuối năm, mùa cao điểm tiêu thụ tôm nói riêng và các loại thủy sản nói chung. Điều này sẽ thúc đẩy các nhà nhập khẩu tăng cường mua tôm. Bên cạnh đó, các mặt hàng chế biến sâu vốn là thế mạnh của sản phẩm tôm Việt Nam thường có xu hướng được tiêu thụ tốt hơn trong mùa lễ hội. Và việc lệnh cấm xuất khẩu hiện vào thời gian này sẽ càng tăng cú hích cho ngành tôm Việt Nam. Hiện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam dự báo, kể từ tháng 8 trở đi đến cuối năm nay, nhu cầu nhập khẩu thủy sản Việt Nam của Trung Quốc sẽ tăng mạnh nhằm phục vụ dịp Trung Thu, Quốc Khánh và các dịp lễ hội cuối năm. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng, ngành thủy sản Việt Nam chắc chắn sẽ được hưởng lợi trong ngắn hạn nhờ lệnh cấm quá đỗi mạnh tay này, nhưng sẽ phân hóa mạnh ở từng mặt hàng do điều kiện thị trường. Ngoài ra, nếu nhìn về dài hạn và tổng thể, thì xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc vẫn sẽ phải rất cạnh tranh. Lý do là bởi khoảng trống thị trường do Nhật Bản để lại cũng không quá lớn. So với tổng kim ngạch thủy sản được Trung Quốc nhập khẩu năm 2022 là 19,13 tỷ đô la, thì nguồn cung từ Nhật Bản chỉ chiếm khoảng 3% trong năm 2022. Con số này quá bé nếu so với mức 8,8% của Việt Nam. Mà trên thang điểm, Việt Nam cũng chỉ đứng thứ 3 trong danh sách các nước cung cấp thủy sản cho thị trường Trung Quốc. Trước Việt Nam là Nga chiếm 14,4%, Ecuador chiếm 18,6% tổng kim ngạch.
Do đó, dù phía Trung Quốc có cấm thủy hải sản có nguồn gốc từ Nhật Bản, thì thị phần dành cho Việt Nam cũng sẽ không nhiều, bởi Ecuador và Nga sẽ là hai đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này của Việt Nam. Trừ khi các loại hải sản của nước ta có chất lượng vượt trội thì mới có thể đi trước các nước nói trên một bước. Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, thì với quy định cấm nhập khẩu từ Nhật Bản mới đây vẫn chưa được coi là thời cơ cho Việt Nam vì thị phần vẫn nằm trong tay những nước cung cấp hải sản lớn nhất cho Trung Quốc là Ecuador, Ấn Độ và Nga, chứ không phải đất nước mặt trời mọc. Do đó, khi Nhật Bản rút lui, con số 3% từ họ sẽ không thể tạo ra quá nhiều không gian để các nước còn lại chia sẻ. Tuy nhiên, nếu nhìn ở một góc độ khác, việc cấm cửa đối với ngành thủy sản của Nhật Bản chỉ mới là bắt đầu, chỉ mới có quân cờ đầu tiên sụp đổ. Bởi vừa qua, hàng triệu người dân Trung Quốc đã rất giận dữ trước việc Nhật Bản xả thải hạt nhân ra biển Thái Bình Dương. Và họ đã hành động và đáp trả nước Nhật bằng những động thái mạnh mẽ nhất, như việc thực hiện hàng nghìn cuộc gọi rác đến các cơ quan doanh nghiệp Nhật Bản. Thậm chí, nạn nhân của chiến dịch này còn rất đa dạng, trải dài từ các phòng hòa nhạc thính phòng ở Tokyo đến một thủy cung tại tỉnh Iwate. Tất cả đều phàn nàn về việc nhận quá nhiều cuộc gọi từ những người nói tiếng Trung Quốc khiến công việc hàng ngày của họ bị cản trở. Mối quan hệ giữa người dân hai nước còn bị sứt mẻ nghiêm trọng hơn, khi nhiều người Nhật Bản đã phát hiện ra rằng người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã công khai chia sẻ các đoạn video trực tiếp cho thấy họ đang gọi điện quấy rầy các số điện thoại Nhật Bản. Và nếu chúng ta chịu khó suy luận một chút, sẽ thấy không chỉ có ngành thủy sản của Nhật bị ảnh hưởng, bởi làn sóng tẩy chay thực phẩm Nhật Bản đã còn lan sang nhiều ngành nghề khác. Chiến dịch tẩy chay hàng hóa từ Nhật đã và đang lan truyền khắp các mạng xã hội Trung Quốc, với việc cư dân mạng tổng hợp danh sách các thương hiệu mỹ phẩm, nhà sản xuất thực phẩm và cả sản phẩm trẻ em của Nhật Bản để nhắc nhở mọi người tránh sử dụng hoặc mua chúng trong tương lai do lo ngại về sự an toàn. Điều đó cho thấy chính người dân Trung Quốc đang tạo ra cú hích để kinh tế của đất nước tỷ dân tách rời Nhật Bản. Làn sóng tẩy chay này sẽ để lại nhiều khoảng trống trong nhiều lĩnh vực khác nữa, và đó chính là cơ hội cho phía Việt Nam. Các bạn thân mến, mặc dù kinh tế Trung Quốc đang chững lại, cũng như quan hệ giữa ta và họ vấp phải một vài vấn đề như chủ quyền trên Biển Đông, thế nhưng không thể phủ nhận rằng thị trường tỷ dân là một thị trường mang lại cú hích quan trọng đối với Việt Nam, tạo ra rất rất nhiều cơ hội để chúng ta có thể khai thác. Nếu chỉ tính riêng với ngành thủy sản, tổng sản phẩm thủy sản hiện chiếm 21% trong nhóm ngành nông lâm ngư nghiệp và hơn 4% GDP trong nền kinh tế quốc dân. Năm 2022, Mỹ là nhà nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch lên đến 2,1 tỷ đô la, thì Trung Quốc cũng đã là 1,8 tỷ đô la. Vấn đề thú vị là ở năm 2023, trong khi xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc đột ngột chững lại, khó bứt phá vì lạm phát khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và giá nhập khẩu trung bình giảm so với năm trước, thì thị trường Trung Quốc lại lập tức bước vào thế chỗ bù đắp cho khoảng trống đó. Nếu năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 23 tỷ đô la thủy sản, trong đó Việt Nam mới chỉ chiếm 7%, thì năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam cán đích 11 tỷ đô la, tăng 23% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu các nhóm mặt hàng như cá tra, tôm, cá ngừ của Việt Nam đều tăng so với các năm trước đó. Không khó để nhận thấy, tiềm năng và cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc còn rất nhiều, là thị trường còn rất nhiều dư địa để gia tăng thị phần hơn nữa cho Việt Nam. Theo ước tính, ngành thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc có thể tăng được gấp đôi kim ngạch trong 2-3 năm tới. Có thể thấy trong bối cảnh hiện nay, với chúng ta, Trung Quốc đóng vai trò như một cú hích về mặt kinh tế. Bước chân vào thị trường này sẽ giúp kinh tế Việt Nam được tiếp đà tăng trưởng, không phụ thuộc vào các nước Mỹ, Âu, cũng như tạo thêm được một động lực quan trọng để tránh bẫy thu nhập trung bình trong tiến trình phát triển kinh tế đất nước. Thế nên đó cũng là lý do vì sao mà đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Trung Quốc vào hồi tháng 11 năm ngoái. Chính chuyến thăm này đã để lại một ấn tượng sâu sắc với người Trung Quốc về một nước láng giềng Việt Nam thân thiện, đủ để khiến họ bỏ qua lo ngại khi chúng ta nâng cấp quan hệ ngoại giao với phía Mỹ. Thậm chí Việt Nam còn rất khéo léo khi trước chuyến thăm của Tổng thống Biden thì các chuyến thăm cấp cao tới Trung Quốc đã được tích cực triển khai, như việc Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc từ 25 đến 28 tháng 6. Chính những hành động này đã cho Trung Quốc thấy, so với Mỹ, bản thân họ được phía Việt Nam ưu ái hơn hẳn. Nên cũng tại đây, phía Trung Quốc khẳng định sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, nhất là hàng nông sản, tăng thêm hạn ngạch cho hàng hóa Việt Nam quá cảnh bằng đường sắt Trung Quốc đi nước thứ ba,
mở rộng đầu tư chất lượng cao của Trung Quốc vào những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. Dù sao đi nữa, Trung Quốc vẫn là hàng xóm của Việt Nam, còn Mỹ vẫn ở vị trí hoàn toàn khác, đó là đối tác. Và trong khi đối tác thì có thể thay đổi, nhưng hàng xóm thì không. Hiểu được điều này nên dù nhận được sự ưu ái rất lớn từ các nước Mỹ và châu Âu, nhưng trong quan hệ quốc tế, Trung Quốc vẫn luôn được Việt Nam chú ý hơn cả. Chính thái độ đúng đắn này đã giúp cho Việt Nam nhận được lợi ích từ cả hai đầu. Hay nói một cách khác thì chính sách ngoại giao đa phương của Việt Nam đã tạo không gian cho nền kinh tế phát triển. Chính phong cách ngoại giao đa phương đã giúp Việt Nam xóa bỏ mọi rào cản trong quan hệ quốc tế, khi vừa thu hút được các tập đoàn Mỹ Âu, vừa nhận được sự quan tâm chủ động từ các doanh nghiệp và chính phủ Trung Quốc. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, nhận được sự quan tâm mạnh mẽ ở cả hai đầu chính là lợi thế rất lớn của nền kinh tế Việt Nam. Và nếu chúng ta để ý, thực ra bối cảnh hiện nay khá giống với giai đoạn những năm 2008-2009. Khi ấy, xuất khẩu nước ta giảm mạnh do tác động bởi khủng hoảng tài chính. Nhưng cũng với chính sách ngoại giao đa phương, nền kinh tế Việt Nam sau hơn 10 năm đã vươn mình thành một thế lực mới tại châu Á. Nó chứng minh rằng ngoại giao đã tạo đà rất mạnh cho nền kinh tế. Chưa kể bối cảnh hiện tại còn khác xa giai đoạn trước, khi vị thế của Việt Nam đã ở một tầm cao mới. Điều này giúp các nhà đầu tư có thể tin tưởng, an tâm về tương lai khi chọn đầu tư tại Việt Nam. Và những kết quả trên sẽ khó đạt được nếu như Đảng và Nhà nước không khéo léo trong quan hệ giữa hai cường quốc. Chính lịch sử đau thương khi phải đứng giữa Trung Quốc và Liên Xô đã tạo nên một nền ngoại giao khéo léo cho Việt Nam hiện nay. Và với đà này, kinh tế Việt Nam sẽ còn bứt phá, vượt qua được nhiều cột mốc mới trong dài hạn. Các bạn thân mến, các bạn có biết vừa qua báo chí và chính quyền Trung Quốc đã nói gì về chuyến thăm của Mỹ tới Việt Nam vừa qua không? Cụ thể thì hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã đưa tin, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu đã gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội. Ông Lưu Kiến Siêu khẳng định hai quốc gia cộng sản đã nhất trí củng cố niềm tin chính trị lẫn nhau và tăng cường hợp tác nhằm giải quyết các thách thức. Còn theo trang mạng của Hoàn Cầu Thời báo Global Times hôm 10 tháng 9, thì một số chuyên gia Hoa Lục cho rằng chuyến thăm của lãnh đạo Mỹ chỉ mang tính tượng trưng với những kết quả hạn chế, bởi mối quan hệ giữa hai đảng Cộng sản, Việt Nam và Trung Quốc không thể được thay thế bằng mối quan hệ giữa hai nhà nước, giữa nhà nước Việt Nam với một quốc gia khác. Theo các chuyên gia Trung Quốc, Hoa Kỳ đang tìm cách lôi kéo Việt Nam trở thành một quốc gia bán đồng minh khi tuyên bố mang lại cho Hà Nội một số lợi ích về kinh tế và quân sự. Nếu như Việt Nam lo ngại về mối quan hệ với Trung Quốc, thì Mỹ đã rất khéo léo khẳng định không lôi kéo Việt Nam. Nhưng thực ra, Mỹ muốn Việt Nam trở nên mạnh mẽ để cán cân quyền lực tại châu Á bị thay đổi, và từ đó, Mỹ sẽ kiềm chế được vị thế của Trung Quốc. Tuy nhiên, Hoàn Cầu Thời báo cho rằng Việt Nam sẽ không đi quá xa vì nước này không đặt quan hệ Trung-Việt làm đối trọng với quan hệ Mỹ-Việt. Ngày 5 tháng 9, khi tiếp Lưu Kiến Siêu, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh luôn luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ Việt-Trung. Theo nhận định của các chuyên gia Trung Quốc, mục tiêu của Mỹ là thúc đẩy các xung đột với Trung Quốc. Trong các nước như Việt Nam sẽ không muốn hoặc không đủ khả năng tiến hành một cuộc xung đột với Trung Quốc. Một số truyền thông của Mỹ coi chuyến đi này của Tổng thống Biden là một phần trong nỗ lực của Washington chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực và giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc bằng cách mở rộng chuỗi cung ứng thông qua khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương IPEF. Thế nhưng, theo Hoàn Cầu Thời báo, sự phát triển của khu vực cần đến sự hợp tác chặt chẽ trong chuỗi cung ứng giữa Bắc Kinh và Hà Nội. Tức phía Trung Quốc cho rằng Việt Nam vẫn ưu tiên Bắc Kinh hơn Washington. Các bạn thân mến, có thể thấy qua các bài phát biểu, phía Trung Quốc đều có một khẳng định chung rằng trong mắt Việt Nam, họ mới là đối tác được ưu tiên hơn Mỹ. Điều này cho thấy các bậc lãnh đạo nước ta đã làm rất tốt, rất xuất sắc trong công tác ngoại giao. Khi mà có thể thao túng tâm lý của một nước hung hăng như Trung Quốc, buộc họ phải thừa nhận quan điểm trung lập của Việt Nam. Theo các bạn, với phong cách ngoại giao quá đỗi xuất sắc này, vị thế của Việt Nam trong 10 năm tới sẽ như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ của mình ngay phía dưới phần bình luận. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video của Hố Xanh Kiến Thức. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!